Core Dream USA High End Development Training. Cảm năng hướng dẫn tập luyện từ A tới Z tại THOL Dream Center. Sau lưng tôi là VA Series. Yo. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng dòng thiết bị Mỹ Đế High End BioArc VA Micro. Bạn nhìn nè, Rô là kéo lưng nó vô vai tại sao nữa nha. BBT đầu tư một cái dàn tạ nè, má khủng bố chưa. Bánh và nhiêu ký ta, đố các bạn bánh là nhiêu ký, comment đúng trúng event. Thôi nói luôn cho lại ăn bánh 10 bao các bạn nha. Bánh 10 bao nha, ghê ta. Tới 20 bánh là 200 bao. Ghê quá, nặng quá. Dòng PA của chúng ta được đầu tư với cái khối lượng tạ cực chuẩn và cực nặng để phù hợp với các bạn tập những cái giáo án nặng luôn, chứ không phải là giáo án dành cho người bắt đầu. Cái bản này là bản hắc não nha, bản này bản TBT nè. Đó, thí dụ như bây giờ là bạn là khối lượng của bạn là 120 pound. Nó thì bạn tập số 1 là nó ra như đây ký nè. Chính cục là 38 kg. Hả? 38 kg. Ủa chính cục sao tới 38 ta? Nãy ông Diễm nói gì? Chính cục tức là chính cục là 8 cục, mà 8 cục là 80 pound. Mà 80 pound cộng với 5 nữa là 85 pound. 38 kg. Ủa không hiểu nói gì hả? Tức là 8 cục là 9 cục, 9 cục là 8 cục, tức là cục nhỏ này anh trừ ra rồi. Thì giờ 8 cục là 9 cục là 8 cục, 8 cục là 8 x 10 là 80, 80 cộng cục nhỏ cho 50 là 85 pound. Nó theo công thức này thôi mấy em, cứ theo công thức này thôi, là vậy thôi. Mốt khỏi biết tôi tập nhiều á là tôi phải tính vô đây, tính vô, tính cộng ra à này vậy thôi, ok. Chứ nó không đơn giản như cái máy dòng Pro Performance là mình đứng mình kéo, là mình kéo tạ thôi. Cái này mà đứng mình kéo người nữa. Mà kéo người thì nó còn có lực ma sát nữa. Ồ nó trừ nhức đầu lắm ông ơi. Đại loại đi ha, nhìn ví dụ nè, đang kéo tạ nè, kéo ba cục à. Nha, nhưng mà cái người tôi nằm trên cái ghế, đúng không? Người ngồi trên cái ghế thì tôi phải kéo người nữa. Thì kéo người cộng kéo tạ. Nói chung là về tạ của dòng BA thì nó hơi bị hắc não. Còn cái ghế này có gì chỉnh không? Kiếm gì vàng chỉnh chơi mấy em. Không có gì chỉnh buồn lắm nha. Trời ơi cái ghế này không thấy khỉ gì chỉnh hết. Một lần nữa giới thiệu cặp này truck handle rất là lợi hại và vi diệu của BUT luôn. Wow. Dòng máy kia cũng có nữa, chứ không riêng gì dòng Pro, chứ không phải dòng BA này. Dòng máy Pro Performance cũng có cái dòng truck handle này, làm cho freeway 100%, độ bền cao, tác dụng tốt, tập luyện xuyên xò. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến tập với cái máy này. Hey. Cái tay mà freeway mà muốn để sao để à? Đó là kéo lưng, tay chúng ta vô rất là bình thường, tự nhiên nhất. Low roll là ở đâu? À middle là ở đây. Nói chung là vị trí giữa thôi. Bạn kéo vào giữa nó kêu là middle, bạn kéo lên cao nó kêu là high, bạn kéo dưới nó kêu là low. Thì nó cái máy này nó tên là middle thôi. Nhưng mà chúng ta tập được, muốn tập gì đó tập mà. Muốn tập, nó là reway mà, muốn tập gì đó là tập. Ví dụ như vậy, khối lượng tạ nó khác liền không? Khác liền. Hai tay nó nặng hơn. Tại vì sao? Hai tay là cảm giác một tay nó nặng hơn á. Tức là khi mà hai tay là cây này nó di chuyển nhiều nè, cái thanh này di chuyển dài. Mà nó di chuyển dài vậy á thì người mình kéo nó nặng hơn. Bây giờ lô, lô thương cái nha. Nó lô. Bây giờ mình nhìn cái lưng của bạn á, lưng của bạn nó dài vậy nè, thì bạn tập lô nó vô lô, và tập hai nó vô hai thôi, và tập bi độ vô giữa đó. Rồi bây giờ tập hai, hai nhẹ hơn trên cái lưng sẽ là cái vai sau. Khi mà chúng ta tập hai á, nó lên tới vai sau luôn. Này cao nhất. Bah.
Rồi, hai vừa vừa thôi. Đó là tất cả những gì tinh hoa ở cái máy này. Một cái máy rất vi diệu cho lưng mà không có cái máy nào có thể làm được. Để làm được cái máy được điều này, nó cần phải có một sự freeway tuyệt đối tại cái vị trí này. Và thêm công nghệ đường cong sinh học, nó làm cho cái quỹ đạo răng cơ chúng ta đi dài hơn. Dài hơn tức là chúng ta mệt cơ hơn, mỏi cơ hơn, tác động cơ bắp nhiều hơn. Về chúng ta uống protein của BBT cái nữa, nó sẽ phát triển cơ tốt hơn. Uống bộ ba thần thánh giảm mỡ pháp burner của BBT sẽ làm chúng ta giảm mỡ nhiều hơn. Cái đó là tinh hoa gói gọn trong hai chữ PA. Cổ tay, cổ tay nữa không? Phun cây không? Phun không? Phun không? Phun không? Trả lời không anh cũng phun nữa. Nhưng mà cái hồi nãy là chưa đã đâu. Cái đã là giật lên như nè. Trời ơi, nó vô cái voi. Nó vô cái voi sao đã lắm bạn. Không có cái bài nào vô cái voi sao mà đã bằng cái bài này hết. Nó chỉ có những bài sau đây tập phải sao được. Mà đây nhớ cái máy Bestline không? Úp cái lưng vô nè. Giật cơ nè. Một. Nhớ tạ dumbbell không? Cầm. Hai. Đó. Cái nào nữa ta? À nhớ cái máy cable rollover không? Một chân đạp cạch vô dưới cái này. Này đã hơn. Cái này nó đã hơn. Có thể nó lạ nó mới nè. Đã. Vô thử coi đã thế nào ha. Vô. Hãy đến ThorGym để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp nhất của dòng PA và dòng Performance, tất cả mọi dòng. Welcome tất cả mọi người. Độc quyền tại Việt Nam. Công nghệ đường cong sinh học. Bioart. Hãy cùng Duy Nguyễn đến ThorGym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.